0529429429. Hàng bao chủ kỹ nữa nha. Mình cũng liên kết chuỗi bao nhiêu năm nay làm ăn là uy tín, làm nên thương hiệu để lên Tân Nguyên hơn 10 năm qua. Chúc cả nhà mình nghe mới, sức khỏe, đầy năng lượng. Xin chào và hẹn lại. Hello. Nha. Khách Hà Nội mua 30 thang với Amacom với lại 20 thùng đinh lên Tây Nguyên nha. Ngồi ra bên em cũng có ba cái tím là sao Ngọc Linh, hàng uy tín chuẩn chỉ cho cả nhà. Ai cần về đinh lên Amacom ba cái tím thì liên hệ với em Huy nha. Đây là những chú voi ở khu lực Buôn Đôn các nhà. Con voi đầu tiên này là đâu, màn hình này là con Ikun nha các nhà. Voi Ikun, dạ. Đó là Ikun, tên có ý nghĩa là sức khỏe nha các nhà. Đó, tên rất là hay. Ikun hai. Bạn voi thứ hai là tên Bến Lan các nhà. Bởi vì hôm nhỏ cái đuôi của con bạn voi này là ngang ngang nên là người ta đặt tên là Bến Lan. Bạn voi thứ ba có tên là Khâm Sinh nha cả nhà, rất quý giá, quý báu và vàng bạc nha cả nhà. Đó, chú voi rất yêu thương, đặt tên là Khâm Sinh. Đó, bạn voi thứ tư đây, rất đặc biệt, nó thể hiện là bản lĩnh của Tây Nguyên Đại Ngang này, có tên là Khâm Vụt, là quế mạnh như voi của đàn ông đích thực này cả nhà. Khâm Vụt, đó, rất là khỏe. Khỏe như trâu mà kỳ lâu kỳ sâu nè, đó rất khỏe nha cả nhà. Khâm Vụt đó, mình xin review lại bốn chú bốn bạn voi cho các bạn cùng xem.